sau một cơn say rượu tơi bời anh chồng dọn dẹp tất cả những gì gọi là bia và rượu trong nhà thấy lạ chị vợ hỏi sao anh bỏ đi hết vậy tôi thề sẽ bỏ bia rượu và sẽ không bao giờ uống nữa tôi nhìn nó giờ ngán đến tận cổ anh chồng nói vẻ ngán ngẩm chị vợ nhìn chồng không nhịn được cười chỉ nói anh mà làm sao bỏ được bia với rượu cô khinh thường tôi quá bia rượu có gì mà tôi bỏ không được anh chồng cự lại không phải tôi khinh ông mà ông tự nhìn lại mình đi ba tuổi ông đã bỏ bú nhưng mấy chục năm ông lại tái nghiện thì thử hỏi ông sao bỏ được bia rượu kia chứ vợ chồng tèo đang ngồi ở công viên thì có một cô nàng nóng bỏng bước qua thấy tèo không thể rời mắt khỏi người đẹp vợ tèo nghiến răng đàn ông các anh suốt ngày chỉ biết nhìn mông với ngực phụ nữ không biết xấu hổ à tèo vội phản bác ơ ờ, em nói vậy gì thế làm gì có chuyện đó thế anh nhìn điểm nào của phụ nữ đầu tiên vợ tèo hỏi lại tèo đáp thấy một người con gái đẹp dĩ nhiên là phải nhìn vào đôi mắt đầu tiên rồi giỏi tèo biểu môi. Thôi đừng chém. Anh lại bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Phải nhìn vào đôi mắt để biết cô ấy có tâm hồn đẹp hay xấu à. Tèo mỉm cười. Không, đầu tiên phải nhìn vào đôi mắt. Để mắt cô ấy không nhìn anh thì anh mới nhìn đến những chỗ khác. Một tay thanh niên chạy xe có tốc độ rất cao. Anh ta phanh xe gấp và hỏi một ông cụ đang đi bộ. Cụ ơi cho con hỏi từ đây đến bệnh viện đa khoa đi đường nhanh nhất à. Ông cụ đáp không cần nghĩ. Cứ đi thẳng. Chàng trai hỏi tiếp, Chạy bao lâu nữa thì đến đó cụ ạ?" À? Ông cụ trả lời, "Anh cứ chạy với tốc độ như lúc nãy thì là đến ngay thôi mà." Phát hiện tiền trong két sắt bị mất cắp, Mary chỉ đích danh cô giúp việc. "Chính cô là người đã trộm tiền chứ không ai khác, tôi sẽ báo cảnh sát xử lý chuyện này." Cô giúp việc vội thanh minh, "Bà chủ, chẳng nhẽ bà không tin tôi sao? Tôi theo bà đã 10 năm rồi, không đời nào tôi làm những chuyện như vậy." Mary dịu giọng, "Tất nhiên là tôi tin chị, nhưng còn người nhà tôi." Chỉ có mỗi mình chị giữ chìa khóa tôi đưa để mở két sắt. Cô giúp việc nói trong nước mắt. "Vâng thưa bà, tôi cảm ơn bà đã tin tưởng tôi. Lời tôi nói là sự thật, chiếc chìa khóa đó không mở được cửa két sắt đâu ạ." Có anh chàng nọ là lính, một lần anh sắp đi công việc xa nhà, tính tình lại hay ghen lại gặp cô vợ lẳng lơ. Anh liền nghĩ ra một kế để đánh dấu chị vợ, anh liền vẽ ở đùi vợ một người lính vác súng. Anh chồng vừa đi khỏi, cô vợ liền rước nhân tình về nhà hú hí. Xong rồi, chị vợ liền nói: chồng em trước khi đi có đánh dấu ở đùi em, thằng nhân tình liền vẽ lại cái hình người lính vác súng, xong anh ta liền biến. Chiều anh chồng về thấy đùi vợ vẫn còn nguyên dấu, khoái lắm nhưng lại tái mặt hỏi chị vợ. Sau lúc đi anh vẽ người lính vác súng bên vai phải, giờ sao lại vác sang vai trái thế này hả? Chị vợ liên tết miệng ra cười rồi nói. Thì nó vác bên vai phải mãi nó cũng mỏi chứ, nên nó mới đổi sang vai trái chứ sao? Vừa trở về, tèo hí hửng khoe với bạn cùng phòng. Lúc nãy đi xe buýt tàu suýt chút bị lừa rồi mày à. Cậu bạn tò mò. Chuyện gì, kể xem nào. Tèo nhanh nhảo. Lúc nãy đang ngồi trên xe buýt, có một em xinh xắn đứng trước mặt tao nói, anh có biết là em đang mang thai không? Cậu bạn gãi đầu. Rồi sao, mày có đứng lên giường ghế không? Tèo nhún vai. Không, tao đáp lại đứa bé chắc chắn không phải con tôi. Tưởng lừa được tao dễ à, tao đã gặp con bé đó bao giờ đâu mà bảo tao làm em ấy có thai chứ. Bác sĩ đến kiểm tra tình hình bệnh nhân sau phẫu thuật. Bệnh nhân thèo thào bao lâu thì tôi mới có thể đi lại và sinh hoạt bình thường thưa bác sĩ. Bác sĩ thoáng giật mình rồi trầm ngâm suy nghĩ. Bệnh nhân lo lắng. Tình hình của tôi tệ lắm thưa bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu. Không phải, ca phẫu thuật rất thành công. Chỉ là, chỉ là gì thưa bác sĩ? Bệnh nhân nóng lòng. Vị bác sĩ thở dài. Chỉ là chưa từng có bệnh nhân nào hỏi tôi cậu đó. Sau khi phẫu thuật các ami dạng cả, ba phi hành gia của ba nước Mỹ, Nga và Đông Lào leo lên con tàu vũ trụ bay ra không gian lúc ra về bỗng dưng e tắt máy ba cô cậu nhìn nhau mặt sành như lá chuối cô nga liền nhào vô khoang máy hì hục 3 giờ liền máy chạy lại được 15 phút thì lại e cô mỹ mếu máu bò vô sữa 3 giờ sau máy lại chạy đi được 30 phút lại e bụp anh đông lào nhà ta vừa ngồi hút thuốc lào vừa gửi một cái mail xuống xin ý kiến của nhà chức trách nhà chức trách trả lời liền đông lào nhà ta đọc xong bèn vứt thuốc lững thững vô phòng máy đúng 5 phút sau máy lại chạy bay về trái đất ngon lành. Cu Nga và Cua Mỹ sốc nặng. Thằng Đông Lào vậy mà đứng đầu thế giới về kỹ thuật công nghệ. Bây giờ muốn ăn cắp công nghệ của nó thì phải tìm cho ra nội dung cái mèo mà nhà chức trách Đông Lào gửi xuống. Cu Nga, Cua Mỹ chạy tụ quần đi kiếm. Cuối cùng cũng tìm ra. Mèo chỉ viết gọn vẹn một câu. Mày có lấy cái gì chơi không thì trả lại cho người ta đi. Trong một tiết học, thầy nói, hãy đặt câu theo mẫu sau, nếu một giọt nước tượng trưng cho một lời chúc phúc, xin tặng bạn cả một đại dương một em học sinh đứng lên trả lời, nếu một bông hoa tượng trưng cho một lời chúc phúc, xin tặng thầy cả một vòng hoa. Thầy giận quá quá, ra khỏi lớp ngay. Tèo ngày nào cũng quên làm bài tập về nhà, cô giáo ngán ngẩm nói. Tèo à, tại sao chẳng bao giờ em làm bài tập về nhà thế? Tèo vội thanh minh. Không phải em không làm ạ, à. giờ em không nhớ là cô có giao bài tập ạ. À. Thế này nhá. Cô giáo nhẹ nhàng nói em cứ coi việc làm bài tập như ăn cơm mỗi bữa ấy, cứ khi ăn một bát cơm thì nhớ làm một bài tập. Tèo lắc đầu lia lịa, không được đâu cô ơi như thế em bội thực mất tại sao chứ cô giáo kinh ngạc tèo mếu máu làm sao em có thể ăn được 30 bát cơm mỗi ngày ạ à?